Rồi, ok, xin chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay là về đục ít điện thoại giới thiệu cho mọi người ha. Thì nếu anh chị có nhu cầu mua hàng hoặc cần tư vấn gì thì mình vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại để giúp anh em ha. Bên em chỉ có một số điện thoại duy nhất này thôi, 0767347340. Tất cả mọi người chốt đơn qua số điện thoại khác đều là lừa đảo, bên em không chịu trách nhiệm nha mọi người. Nếu mọi người ngại gọi điện thoại thì mình có thể nhắn tin qua Zalo số này luôn. Thì đây là kênh YouTube của em. Tất cả các thông tin của em đều để trong phần mô tả video nha mọi người. Địa chỉ cửa hàng bên em 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Ở tài khoản ngân hàng, chính sách bảo hành, chính sách mua máy. Bên em ngoài bán tại cửa hàng còn có bán trực bán ship COD toàn quốc nha mọi người. Hình thức ship COD thì mình có thể đặt cọc trước với em 100.000 trên một máy giao tới, mọi người kiểm tra thanh toán tiền nha. Hình thức thứ hai là mình có thể chuyển khoản đủ tiền thì bên em sẽ giao máy tới cho mọi người, giao tới mọi người kiểm tra lấy hàng rồi không cần thanh toán hay bất cứ chi phí gì nha mọi người. Thì hôm nay hôm qua dầm mưa chạy shipper nên hôm nay cái giọng nó hơi khó nghe, mọi người thông cảm nha. Thì anh chị nó có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp với em nha. Hôm nay em sẽ lên cây thanh lý Samsung Galaxy A51, vỏ đẹp lắm mọi người, 98-99% luôn ạ. Màu trắng ngọc trinh nha, mặt trước kính đẹp luôn, còn vân tay trong màn hình luôn nè mọi người. Màn hình zin, men zin chưa qua xử lý nhưng mà tại sao bán giá thanh lý con này em bán giá chỉ có 1.650.000 nha mọi người. 1.650.000, máy full chức năng. Tình trạng là màn hình zin đã ép kính lại nha mọi người. Và ở cái chỗ cái phần châm binh là ngay cục binh nè mọi người. Nó có sọc một cái đường nhỏ nha, nhiều khi không thấy luôn á mọi người. Đó, nói chung là xài xíu là nó không thấy luôn nhưng mà em bán giá là nó có sọc một cái đường nhỏ nha. RAM 6GB 128GB, mã chính hãng thị trường Việt Nam nha, hai sim, máy full chức năng. Màn hình zin ép kính nó có sọc một đường vậy đó. Bán giá thanh lý thôi. Nếu anh chị nào mua lẻ thì mua được, còn không mua lẻ thì thôi. Tại con này em chỉ bán bao test tại nhà nha mọi người. Nếu anh chị là tới cửa hàng thì mình test ưng thì mình lấy máy. Bên em con này bên em không bảo hành nha, tại vì con này em bán lỗ cả 1 triệu rồi. Đó, la liếc là ok hết. Camera trước sau đầy đủ. Hai sim hãy nhớ đầy đủ luôn. Âm thanh đồ đầy đủ. Đó, màn hình zin, vân tay còn trong màn hình nhưng mà màn hình này cái kính ở ngoài nó đã bị nứt và em đã đi em ép lại nha mọi người. Thì lâu lâu nó có hiện một cái sọc đây một xíu nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ không thấy, bây giờ chỉ có vân tay thôi. Em xóa vân tay luôn cho rồi. Vân tay vẫn còn trong màn hình nha. Đó, 1.650.000. Con này giao tới, nếu anh chị ship COD thì giao tới anh chị test ok thì lấy máy, không lấy thì trả về cho em nha. Bên em con này chỉ bao test thôi nha, không bảo hành nha mọi người. Rồi, cái màn hình khóa rồi ta. Để em xóa vân tay luôn mất công, tới nơi anh chị không có biết nữa. Đó, giá hành lý nếu anh chị nào chốt được thì cứ chốt. A51, màn hình zin đã ép kính lại, 1.650.000 thôi. Rồi tiếp theo Google Pixel 2, con này ở lại hơi lâu rồi. Nói chung là cũng có một số anh chị hỏi nhưng mà chưa thấy chốt. Google Pixel 2 máy nguyên zin 100%, đây ngoại hình cỡ 97% thôi. Con này là màu xanh nha mọi người. Đây Pixel 2 RAM 4GB 64GB, chip Snapdragon 835, màn hình 5 inch nhỏ gọn, vân tay đầy đủ, màn hình AMOLED, độ phân giải Full HD, camera 12 chấm pin 2007, máy full chức năng nha. Con này thì máy không lỗi, hay là trên dưới luôn nha quý vị. Loa cực kỳ to luôn. Tình trạng là con này màn hình nó có lu nhẹ nha mọi người, nó có lu ảnh nha. Thì em bán giá thanh lý rồi, 1.300.000 Pixel 2. Giá quá rẻ rồi, nếu mà Pixel 2 máy đẹp hiện tại bây giờ giá cũng mới ngang ngang tầm 2 triệu mọi người. Em bán giá 1 triệu 3 thôi. Rồi tiếp theo con này cũng thanh lý nè, Samsung Galaxy A30s mặt lưng sao 98-99%. A30s, đây khung viền ok hết. Thì hôm nay đa số là máy thanh lý rồi mọi người. Đó, máy nào có lỗi thì em sẽ báo nha. Con này là A30s à, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, màn hình zin luôn, màn hình zin không ám mó, không lạng liệt luôn cái gì. Đây RAM 4, 64, camera 25 chấm, camera pin con này 4000, màn hình AMOLED 64 inch, màn hình zin, không phải màn hình linh kiện nha mọi người, camera trước 16 chấm. Này đầy đủ tính năng, hai sim thẻ nhớ, con này mã chính hãng nha. A30s thì không có mã sách tay nha mọi người. Bài thơ này xin gửi tới. Con này em tặng đủ phụ kiện cho mọi người là dán cường lực rồi đó, đã dán cường lực sẵn cho mọi người luôn. Tình trạng là con này nó không có vân tay mọi người, con này đảm bảo cho mọi người là màn hình zin nha nhưng mà nó không thêm được vân tay. Nhận diện khuôn mặt thì nhận được nhưng mà nhận diện vân tay nè nó thêm tới đây nè. Em đã đem ra hãng chạy thử rồi nhưng mà không được nha mọi người. Thì con này em bán với giá là mất vân tay luôn nha. Đó, A30s nha,
men đảm bảo mọi người là men chưa sữa nha. Một số nơi thì họ bán là men sữa thì nó sẽ mất vân tay, bao mọi người bung ra, nếu mà men sữa thì bên sẽ tặng máy cho mọi người luôn nha. Đó, nó bị cái lỗi này nè, nó không biết tại sao luôn, bấm không được luôn. Ba mọi người là bên zin 100% màn hình zin luôn nha, nhưng mà mất vân tay thì em báo giá mất vân tay nha. Để xóa cái mật khẩu màn hình luôn, giá thanh lý cho mọi người thôi. A30s giá 1.700.000, con này thì màn hình zin đẹp, không sọc, không không gì hết, thì giá 1.700.000 nha. Anh chị nào mua A51 không được có thể tham khảo con này, tại chắc chắn con này nếu lên video chừng 5 phút là nó sẽ bay theo chiều gió thôi mọi người ơi. Rồi tiếp theo Oppo F7 F9 nè, F9 vỏ cỡ 98% mọi người, màu xanh đen. Con này mã chính hãng, RAM 4GB 64GB Oppo F9. Camera trước 25 chấm, camera sau 16 chấm, pin con này 3.500, chip Helio B60, màn hình giọt nước. Nếu full chức năng, con này bản RAM 4 64 thì em sẽ bán với giá là 1.600.000. F9 mà 1.600 ở đâu có mọi người, chỉ có đây thôi, tại hôm nay bán giá máy thanh lý 1.600. Đây, TikTok. Đó. 1.600.000, RAM 464 nha, con này mã chính hãng. Còn em có một con F9 mã sách tay nè, RAM 628 nè, em bay lên luôn cho rồi ha. Đây, con này mới thâu lại của khách, RAM 6128 nè, Oppo F9 màu trắng xanh, mặt lưng sau đẹp keng nha mọi người. Này, nó hai con. Nếu chị nào thích dung lượng cao thì có thể lấy con này. Đó, con này thì có tặng kèm ốp lưng, tại khách mua bán lại thì sẽ có cái ốp lưng cũng đã dán cường lực sẵn. Nói chung là máy đa số em dán cường lực sẵn nè. Đây, con này thì bản RAM 6128. Đó, RAM 6128, tại con này mã sách tay, nó chạy anh coi 8. Còn mã chính hãng thì đã lên anh coi 10 rồi mọi người. Đây, đang chạy anh coi 8 thôi. Máy cũng full chức năng. Đây, thì giá con này em đang bán là 1.800.000. RAM 6128, 1.800.000. Đó, thì hôm nay clip quay lẹ thôi, tại máy thanh lý mà đâu có gì đâu. Máy cũng full chức năng, 1.800, tặng kèm ốp lưng dán cường lực. Rồi tiếp theo hôm nay thanh lý con này tiếp nè. Boco M3, máy nguyên zin. Đây, lưng. Lưng giả da nha mọi người. Boco M3 là thương hiệu con của Xiaomi á, nó giống như là Mi 9T á mọi người. Tình trạng là camera zin luôn. Nó có bị nứt đường nhưng mà không ảnh hưởng tới kính cam nha mọi người. Kính cam chính nè. Kính cam chính vẫn bình thường. Tự nhiên em mua về xong em làm cứng luôn, em không hiểu luôn. Ngu thiệt chứ. Đây, chụp vẫn bình thường, không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Tại cái camera chính của nó nằm đây nè. Camera chính của nó nằm đây nè. Nó không ảnh hưởng tới cái kính, không có ảnh hưởng tới cái đường nha mọi người. Đó. Quay rõ cho mọi người luôn ha. Đây, camera sau. Quay cho nó rõ chứ mất công. Đó, ok hết ha. Rồi liếc lộ cái màn hình zin nha. Boco M3. Đó. Cảm ơn nè. Không lạng liệt khó. Màn hình zin nha mọi người. Boco M3. Thì giá con này em đang bán là 1.700.000. 1.700.000 Boco M3. Tặng kèm cho người dán cường lực nha. Rồi tiếp theo nè. Con này giá hơi cao nè mọi người. Samsung Galaxy A11. A11 nha. RAM 3GB 32GB. Vỏ cỡ 98%. Mặt trước kính đẹp. Con này thì màn hình đục lỗ. A11 nè. Để mở cái độ sáng lên xem nó tối dữ vậy. A11 RAM 3GB 32GB chiếc Snapdragon 450, màn hình 6.4 inch, vân tay khuôn mặt đầy đủ, pin 4000, camera sau 13.3 cái, camera trước là 8 chấm. A11. Đây, cam trước, cam sau đầy đủ, full chức năng cho mọi người luôn ha. TikTok, Facebook, Zalo, YouTube. Đây. Con này thì không phải màn hình LCD đâu mọi người, con này là màn hình TFT á, nên cái độ sáng nó không được cao nha. Đó, có sao em báo vậy nha. A11 thì giá em đang bán 1.500.000. Tại vì cái màn tấm nền màn hình nó có 3 công nghệ mọi người. LCD, rồi TFT với lại AMOLED. AMOLED là nó chung với lại Super AMOLED rồi BOLED của Google với lại màn hình OLED của tụi LG á, là nó chung một công nghệ là AMOLED, OLED. Còn cái màn hình TFT là màn hình giá rẻ, còn màn hình LCD là màn hình tầm trung thôi. Rồi tiếp theo hôm nay cũng thanh lý nè. Tại vì mới mua của khách luôn. Con này em cũng lâu lắm rồi, không có hàng đó mọi người. Huawei P30 Lite, RAM 6128, chip Kirin 710, máy nhỏ gọn 6.15 inch. Pin con này 3340, camera sau 24 chấm, camera trước là 32 24 hay sao 32 hay mày. Như ta.
Camera trước là 32 chấm, đúng rồi. Con này camera trước chụp đẹp lắm mọi người. Đây, camera sau 24 nè. Camera trước nè. Con này thì RAM 6 128 nha. Lâu lắm rồi mới có hàng á, lưng đẹp lắm. Đây. Lưng màu đen, kính cam nó hơi phẩy phẩy nhưng mà không ảnh hưởng nha mọi người. Đây, chụp cái thử dưới cam cho mọi người coi. Đây nè. Bình thường nha. Thì con này giá em đang bán là 1.750.000, RAM 6 128 1.750.000. Giá quá rẻ không mọi người ha. Rồi hôm nay về được hai cây V30 nè. LG V30 máy nguyên zin, ngoại hình 98%, cây màu bạc với cây màu xanh. V30 RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Chiếc Snapdragon 835 đó, công nghệ BOLED nè, đã chung công nghệ đó, OLED đó, màn hình 2K, pin 3300, camera sau 16.13 chấm, máy full chức năng. Con này máy, con này thị trường quần què vậy đó. Con này là nhà mạng hàng, con này là máy hàng, một sim, con này là máy Mỹ, có máy hàng máy Mỹ, hai con hai bả. Đó. Con này thì em đã dán được, hôm nay có cái cường lực rồi nha quý vị, đó, hôm nay có cường lực rồi nè, V30, hôm nay có cường lực rồi quý vị ơi. Với lại tặng thêm gấp lưng. Thì giá con này em đang bán là 1.800.000. Hôm nay có hai màu, màu trắng, màu bạc với lại màu xanh nha quý vị. Rồi còn hai con cũ nè, quay luôn nè. Geno Z RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, máy full chức năng nha mọi người. Đây 8GB 256 luôn nha. Đây camera sau 48 chấm, camera trước 32 chấm, TikTok, Facebook, Zalo, YouTube là full chức năng. Đó. Thì đã bán vẫn như cũ luôn, 2.700.000 về nó dép. Tặng kèm ốp lưng, dán cần lực, rồi A92, còn đúng một con một thôi mọi người. Oppo A92, RAM 8GB 128GB, màn hình 6.5 inch, nhận diện vân tay, khuôn mặt đầy đủ, camera 48 chấm, pin cũng cực kỳ trâu, 5.000, camera trước 16 chấm. A92 chip Snapdragon 665. Camera sau 48 chấm, camera trước là 16 chấm. Máy cũng full chức năng. Hôm nay em quay lẻ thôi tại bệnh quá nói không nổi mọi người. Có thể mọi người thứ sáu hoặc chủ nhật em lên video thì em sẽ nói này chậm xíu nha. Tại mấy bó tài. À, thì giá bán vẫn như cũ luôn, 2.800.000. Oppo A92 vỏ 98-99%, màu trắng ngọc trai nha mọi người. Rồi hôm nay chỉ có một số máy vậy thôi ha. Nếu anh chị nào có nhu cầu mua hàng vui lòng gọi trực tiếp giúp em ha. 0767347340 nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người ở video sau.